Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Đại Bồ Tát, Nam mô Tiên Hóa Đại Bồ Tát, Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Dạ, con xin phép Tam Bảo cho phép con được thọ trì bài kệ phẩm thứ 12 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bộ Nguyện. Sau đây con xin phép được bắt đầu. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn liền thuyết kệ rằng: Ta xem Địa Tạng sức oai thần, kiếp số hằng xa khó tỏ trần, thấy nghe một niệm chiêm ngưỡng lễ, trời người lợi ích sự không ngần. Hoặc rồng hoặc thần cùng nam nữ, báo tận sẽ xa vào đường dữ, trí tâm quy mạng đại sĩ thân, tuổi thọ thêm nhiều trừ tội dữ. Trẻ thơ chết mất mẹ cùng cha, huynh đệ chị em kẽ ruột già, lớn khôn nghĩ đến đều không biết, nếu giữ đường lành ở đâu là. Hoặc vẽ hoặc tô đại sĩ hình, cảm thương chiêm lễ biệt chẳng đành, 21 ngày luôn niệm danh hiệu, Bồ Tát hiện thân đến bên mình. Chỉ dành quyến thuộc ở nơi nào, giàu xã thú cũng ra mau, nếu được không nuôi lòng kính ngưỡng, thánh ký Bồ Tát vuốt đầu trao. Bồ đề vô thượng muốn tu hành, mong ra ba cõi khói tử xanh, người này đã phát lòng bi lớn, trước nên chiêm lễ đại sĩ hình. Nghe tên quy y đấng trọn lành, cúng dường cung kính phát lòng thành, nghiệp chướng chẳng hề ngăn chướng đặng, bao nhiêu mong ước sớm viên thành. Có kẻ phát tâm tụng kinh sách, muốn độ chúng sanh khỏi tai ách, sầu lập nguyện lớn chẳng nghĩ bàn, đọc rồi quen rồi luôn rớt mắt. Người này nghiệp chướng đó làm mê, học đại thừa kinh khó mọi bề, y phục uống ăn các ngọa cụ, cúng dường Địa Tạng với hương hoa, dùng chén nước trong bày trước tượng, cách một ngày đêm bưng lấy uống. Xanh lòng âm trọng thử ngũ tân, rượu thịt tà dâm cùng rối luống. Trong 21 ngày chớ sắc xanh, trên lòng tự niệm thượng nhân danh, chiêm bao thấy rõ tôn dung hiện, thức rồi liền đặng trí khôn lanh. Đại thừa kinh giáo nghe qua tai, nghìn vạn đời sau nhớ chẳng sai, chính nhờ đại sĩ oai thần lớn, thầm giúp người kia có huệ tài. Chúng sanh nghèo khổ lại ốm đau, cửa nhà hỏa hoạn người lìa nhau, ngũ mê mộng mị không an giấc, cầu muốn hỏng hư chẳng được nào. Sức lòng chiêm lễ Địa Tạng ngài, bao nhiêu nghiệp ác hãy tiêu ngay, nhận đến chiêm bao đều an cả, quý thần phò hộ của dư dài. Muốn qua sông biển đến núi rừng, cầm thú độc huy giặc đón đường, ác thần ác quỷ mưa gió dữ, nhiều nỗi gian nan khốn không lường. Sắp sửa ra đi đối trước tượng, cúng dường kính lễ cùng chiêm ngưỡng, núi rừng miễn cả có vào trong, ác tai tiêu sạch thường an sướng. Càn âm lắng nghe ta nói rõ, Địa Tạng vô lượng oai thần đó, trăm nghìn muôn kiếp thật chẳng rồi, rộng tuyên đại sĩ đầy sức nọ. Như người nghe đến Địa Tạng danh, thấy hình chiêm lễ hết lòng thành. Hương hoa ăn uống dưng y phục, trăm nghìn báo đẹp hưởng điều lành. Nếu hay đem công hồi pháp giới, rốt ráo thành Phật sinh tử khỏi. Quán âm nên biết gắng tuyên bày, truyền khắp hàng xa nhiều nước cõi. Dạ, con xin được hồi hướng hết tất cả công đức học thuộc bài kệ này đến cho tất cả các chúng sanh ở trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nguyện cho tất cả các chúng sanh ở ba đường ác ấy đều được nương nhờ vào công đức này mà được tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn phước đức, tăng trưởng tâm bồ đề, tâm báo ơn Phật và tâm hiếu kính đối với Tam Bảo, với ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát và sớm được các ngài độ thoát trong tương lai. Dạ, con xin được kính tạ ân Tam Bảo, sư phụ tổ thầy đã từ bi gia hộ cho con có buổi đọc bài kệ này được viên mãn. Dạ, con xin phép được lui ra. Ha ha ha, Bổn Sư Mô Ni Sô ha.